Hôm nay em đại diện cho nhóm đến trao số tiền 24 triệu 395 ngàn của nhóm Mạnh Thường Quân, nhóm tuổi trẻ Long Khánh, hỗ trợ cho gia đình nhà chị Cao Thị Loan. Đi trao với em đã có anh Đinh Văn Bắc là phó bí thư thường trực xã Long Hóa. Đây là tình nguyện viên. Đây là số tiền 24 triệu 395 ngàn đồng. Đây là bác Thìn, bà nhận đùa số tiền 24 triệu 395 nghìn cho bạn. Ủa ạ. Nhận được rồi. Đây. Một cháu là một cắn lãn, cháu là một phần. Phần này đầu ra. Cháu 32 tuổi, một cháu 27 tuổi. Đấy, vâng, mình phải đuổi cái mũ nữa bạn. Thủ ca nó cũng cao lên chỗ hoạt động. Nói chung 5 vòng suốt ngày đó là bạn. Suốt ngày. Lại được rồi, chỗ Liên Dương. Liên Dương là lãn luôn. Liên Dương là có như phải thì dư tắm giặt chỉ phải 5 vòng là tắm mình đó của anh yeah. Mình phải buộc cái vòng đi lại mình luôn, buộc vòng cả ngày cả ngày luôn, còn lại đến là mình phải năm ngoài thì nó chỉ lúc phải lấy này chỉ là năm năm một trụ nó dày không được luôn, năm trụ thôi này, mỗi nhiều khi là phải còn mỗi mỗi chăm chăm chỉ về hai con là đều bạc chăm. Rồi, xin thay mặt cho đoàn vừa tối và con tập viên tôi xin lời cảm ơn Mạnh Thường Quân. Tôi là Đinh Văn Bắc, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Lâm Hóa, đại diện cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, trưởng giám ông Nguyễn Ngọc Thìn đã nhận đủ số tiền do các Mạnh Thường Quân nhóm tuổi trẻ Long Khánh trao tặng cho gia đình, để cho gia đình chuẩn bị đưa chị Cao Thị Loan tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Thì việc nhận số tiền trên thì thay mặt cho ba con nhân dân của xã của gia đình là cấp ủy đảng và chính quyền địa phương cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân, đặc biệt là nhóm tuổi trẻ Long Khánh đã đến hỗ trợ cho ba con gia đình chị Cao Thị Loan trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, vừa là bệnh hiểm nghèo thì có hai con là tàn tật phải nằm một chỗ, một mình ông Nguyễn Ngọc Thìn là trong để trực tiếp chăm sóc cho cả gia đình.